Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục xuất siêu gần 5,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 18 tỷ đô la Mỹ, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì xuất siêu gần 24 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng năm 2018 ước tính đạt gần 179 tỷ đô la, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất hơn 51 tỷ đô la, tăng 17,5%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất gần 128 tỷ đô la, tăng gần 15%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại và linh kiện đạt hơn 36 tỷ đô la, tăng gần 15%. Hàng dệt may đạt 22,6 tỷ đô la, tăng hơn 17%. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 22 tỷ đô la, tăng gần 17%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 9 tháng ước tính đạt khoảng 173,6 tỷ đô la, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập hơn 69 tỷ đô la, tăng gần 12%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 104 tỷ đô la, tăng gần 12%.